Sáng ngày 30 tháng 1, đoàn kiểm tra về công tác phòng chống dịch COVID-19 do đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 tại phường Tân Hồng và xã Phú Trần. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Tân Hồng và xã Phú Trần, tính đến thời điểm hiện tại, hai xã phường đã kiện toàn ban chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, các thôn khu phố thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo đúng kịch bản, rà soát chuẩn bị các phương tiện, cơ sở vật chất cho công tác phòng chống dịch, tổng hợp số lượng người được theo dõi cách ly tại nhà, tổng hợp lập danh sách các trường hợp người ngoại tỉnh lưu trú trên địa bàn, đồng thời tăng thời lượng tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống. Công tác truy vết các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân dương tính 1533 từ ngày 28 tháng 1 năm 2021 được triển khai nhanh chóng quyết liệt. Đến nay, phường Tân Hồng đã xác định 1 trường hợp F2, 4 trường hợp từ Hải Dương, Quảng Ninh. Từ ngày 15 tháng 1 năm 2021, xã Phú Trần xác định được 2 trường hợp F2, 6 trường hợp đi từ vùng dịch về xã, hiện đang được cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe. Phát biểu chỉ đạo tại hai địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Hồng và xã Phú Trần tăng cường hoạt động của các tổ nhóm giám sát, đi từng ngõ gõ từng nhà để rà soát các trường hợp cư trú trái phép và triển khai các phương án chủ động ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Đối với trường hợp F2 cách ly tại nhà, cần giám sát 24/24 giờ. Đối với trường hợp F3, F4 cần theo dõi chặt chẽ. Đồng chí cũng yêu cầu hai địa phương lập các điểm đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn tại các khu chợ, yêu cầu mỗi người dân và từng gia đình, tổ dân phố, khu dân cư không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch bệnh. Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng.